Kim Hậu xin kính chào quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay Kim Hậu xin gửi đến mọi người một bài hát của nhạc sĩ Lê Uyên Phương với tựa đề Vũng Lầy của chúng ta. Trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn.